Nước chảy đồng đồng luôn. Này toàn khô ráo. Ui. Đây, mặt trước của nó. Mặt trước là không dính nước rồi, để nước chảy qua hai cái rãnh hai bên. Nên nó không có cái nước nó tạt vô theo phía này. Có hai tạt khô ráo. Đây, đây là hôm nay là có gió rất là mạnh nè. Cái gió nó đẩy cái hạt nước ra xéo qua phía hẳn phía bên phía tay phải luôn. Là nó còn không vô. Đó, còn không vô. Thì mình bấm theo kiểu có cái rãnh. Cái rãnh này nó sẽ đưa nước nó phát qua khỏi cái vùng của cái tô. Nên cái kỹ năng mà mình thiết lập nó cũng biết ý một chút. Nhiều vùng gió to thì mình làm thêm cái sự đó. Mở hướng luôn nha, khác nữa mình xây mở hướng luôn. Là nước theo cái thân cây chảy khá là nhiều. Tốc độ nước chảy tương đương với mưa. Cái này tốc độ nước chảy tương đương với mưa đúng không? Này chảy còn ghê hơn mưa. Mưa là người nước chảy ghê lớn chỗ này đâu. Rồi ok mình kiểm tra đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đây nước vẫn còn chảy. Này tàn khô rang luôn, không có nước, nước nào. Mà nó chảy vào cái ống này là nó không có chảy theo cái này. Rõ ràng cái ống nó khô đầu với cuối khô, nó chỉ khô ướt góc thôi. Cái ống này nó không làm nước mưa chảy theo ống. Nên mình dùng phương pháp này thì nó hoàn toàn nó tránh được mưa, rất là khô. Và cái này là tiết kiệm chi phí nhất, tại vì cái này có 2008 mà mình xài cả chục năm. Mà nó đơn giản thôi. Chút mũ á, thì cái này nó sẽ đỡ cầm công hơn. Như này, cầm như này, cầm vét. Dạ, thì nó không có dùng hai tay. Vào. Mình không có dùng hai tay, mình chỉ lấy cái tay này mình gãy nhẹ ra nó cũng ra ngoài. Rồi sau đó mình cầm một chút. Nên cái thao tác nó thật ra cùng lúc thôi, mình gãy xong mình lấy. Thì nó gần như là nó chưa tới một giây. Nên nó đảm bảo được cái các phần, và đồng thời là cái này là về được xung quanh thân cây. Nó đảm bảo được cái da cây phát triển tốt và nhanh chóng phục hồi, và cái sản lượng mũ nó ổn định nhất. Tránh trường hợp giống như năm vừa rồi mình khoan quá nhiều hàng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái da cây ở đây. Nên mà cái này đơn giản đó, người ai cũng không cần phải biết về kỹ thuật cao su, thiết kế cao su cũng có thể làm được. Đây là phương pháp máng này thì nó sẽ đỡ được cái công mà mình che mưa, mình vén cái váy mưa và cũng hoàn toàn khô ráo luôn. Rồi đây là kiểu này là mình gọi là kiểu con nhà giàu. Có nhà giàu, tại vì giàu là phải mua thêm cái này để hứng mũ đông ở dưới đây, thì nó đỡ được cái công là bóc mũ chén để đầy luôn thì mới bóc lần đó, thì cũng hoàn toàn khô ráo, không có một miếng nước nào. Nhưng mà đây thì trang bị hơi nhiều, một cái máy nón ở trên đây, là hơi một cái tấm tre ở đây và một cái tấm bê ơ dưới đây. Nhưng mà cái này có một cái khuyết điểm là cái vùng ở trong đây cũng tương đối nhỏ. Sau ba hình thức test, anh cảm thấy là cái nào hiệu quả về kinh tế mà dễ triển khai nhất à? Nếu mà dễ triển khai nhất thì có mỗi cái này thôi. Cái nắp này thì rẻ tiền. Làm cái này thì rẻ tiền, chống được nước thì cũng như hai phương pháp kia. Yeah. Nhưng mà được cái là nó linh động, mình có thể chuyển ở mọi vùng da. Thao tác thì ai cũng làm được. Đấy, chỉ cứ như thế nào.
Bằng phương pháp này thì chi phí nó cao hơn rồi. Cái này thì giá ghim bấm, nếu mình làm thêm cái đai dẫn mũ đây thì giá 4.500. Ừ. Cả ghim luôn, tính luôn ghim luôn. Còn cái này là giá 2.800. Còn cái này giá tổng cộng với anh nè. Còn cái này ha. Cái này để tính nha. Một kiềng, hai kiềng là 800. Hai kiềng, cái kiềng này ấy, mua là 850.000 một cái, 850 đồng một cái. Ủa sao ở dưới em có 400 đồng à? Người ta đem tận đây vùng hẻo lánh, người ta phải ăn tí chứ. Đấy, đây thêm một cái kiềng nữa. Đây cái kiềng nữa thì ba cái 384 cộng cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này trước mua lâu lắm rồi quên. Tấm này chắc tấm khổ lớn này chắc có khoảng cả 1.200 á, 1.400 nghìn hơn á. 1.400 á. Thế là 1.400 thì cộng với cái kia là 2.400. Thế là cái này 1.400 nữa là 3.800, 3.800 cái này 1.500 nữa. 1.500 nữa. Thế là vào bao nhiêu? 5.300. Còn chưa nói đến công làm được cái y như thế này ấy thì đã nó mất tầm 7 phút đấy. Còn cái kia thì luôn cả làm đai luôn á, luôn cả làm đai dưỡng mũ á thì mất tầm khoảng 2 phút đến 2 phút rưỡi. Nếu mà chia giai đoạn ra thì có hai người làm thì tầm khoảng 2 phút, còn nếu mà một người làm không thì sẽ là 2 phút rưỡi. Mình chia từng cây luôn, tổng thời gian cho từng người chứ không phải là hai người làm với một người làm. Để chia trung bình làm cái như thế này thì là nó tốn nhiều công hơn, mà che chắn nước mưa là nó cũng tốt, khá chuẩn. Không một giọt mưa đâu vô trong đây. Với lại khô rang luôn. Với lại là đỡ được cái công đi lột mũ chén. Đỡ được 7 công. À, đã chưa tính tiền này nữa. Cái này nữa thì cái này 3.000. Là hình là tới gần 6 à 9.000 rồi, 9.000 chưa nói tới cái chén này. Chén này với cái miếng này nữa. Không, cái chén thì mình không tính, cái chén là giống như là mặc định vườn có. Mà chén thì những vườn áp khí thì dùng cái chén 3 lạng không dùng được rồi, vứt hết rồi, phải sử dụng chén lít này. Còn quay cái tiền đai này còn chưa tính này. Đấy, tiền đai, tiền ghim còn chưa tính, tiền keo còn chưa tính. Tiền đai này là tầm khoảng 200 cái đai, cộng với ghim tầm khoảng 50 đồng. Chưa tới cái ghim ha. Cái ghim mà để dùng phương pháp này nó nhiều ghim hơn, và cái đai nó dài gấp đôi gần đây đó. Còn anh nhận xét gì về cái kiểu này? Cái kiểu này thì đỡ công làm này, đỡ tiền này, đỡ chi phí bỏ ra ban đầu này, và thao tác thì nó dễ dàng hơn, chắn mưa tốt hơn. Nãy bơm như thế mà nó cũng không vào giọt nào. Mình khoan chưa tới da lụa để cho không có bị xì. Ôi khoan, đã tới mạch đâu. Mũ chế chầm lem. Đấy, cái này chỉ cần một kiềng thôi, còn cái phương pháp kia tới tận 3 kiềng. Còn cái này là đến 2 kiềng. Cái này 2 kiềng. Cái này phương pháp khoan cắm ống thì nó chỉ mất thêm thời gian tầm khoảng 15 phút so với khoan bỏ đi. Cái thao tác cắm ống mà hết vừa cây mình tầm khoảng mất 15 cho đến 20 phút thôi. Còn hai cái phương pháp bên đây là khoan bỏ đi, là nó sử dụng máng. Cái nào cũng tránh được mưa hết. Thân cây hàng tàn là khô luôn, khô rang nè, ở trên đây là mưa ướt, còn ở dưới cái mặt này hàng tàn khô rang. Ở đây ướt là do cái gió nó thổi ngang, nó hơi ướt ở phía đây chút. Đây hàng tàn khô rang hết, nhưng mà này thì nó đỡ được cái khâu dở, đúng không anh? Đúng. Hai cái kia là nó sẽ có cái khâu dở, thì cái khâu dở này cái này là nhanh nhất này, cái này đi chút mũ là nhanh, khoan cũng nhanh nhất luôn, nhanh hơn hai phương pháp kia. Khoan cũng nhanh, khoan mình đi sẽ có thêm cái máng ở đây nữa. Ui, có một cái đài mà cái đài cho đài máng chạy đây. Khoan cái là đi. Cái này đổ mũ vét cái là đặt phát này là được. Đó, mình khoan cái đai nó nằm đây thì rõ ràng là nước mưa trong đây nó cũng khô nè, nên nước nó cũng không có vô trong cái đai của mình. Cái này thì mở miệng cao một
mét mét ba thì thoải mái dùng cái này được, nên dùng cái này. Còn xuống xuống thấp tí nữa là nên dùng cái này. Đối với những da mà gọi là những cây mà tỷ lệ khô miệng nhiều á, mình phải chuyển những vùng da mà kia đó thì mình dùng cái này nó linh động. Hoặc là da tái sinh, da tái sinh mình khoan càng xa thì nó cái lượng mủ nó càng ổn định. Da tái sinh tránh trường hợp khoan gần là cái lượng mủ mà không có che cái lỗ khoan á thì nó sẽ giảm rất là nhiều, thì do nó ảnh hưởng cái vùng da đó. Nên có một số người sử dụng cho da tái sinh nhưng mà không nắm rõ cái phương pháp, cái cách thức nữa, còn giữ độ mủ như thế nào nữa thì nó sẽ không hiệu quả trong những tháng sau. Cái này chút mủ thì cũng tương đối nhanh anh nhỉ, lật qua cái thì cũng lật qua cái này xả vào giờ xong là xong. Nếu còn đậy nắp vào nữa, ngày nào mưa cả ngày thì đậy nắp vào nữa thì đậy thôi. Còn không thì dùng cái này, nếu mình giữ cái khoảng độ tốt thì nó cũng sẽ không có mủ chạy lại. Với cái phương pháp dùng ống này, nếu mà mình ở trong một cái độ mủ nhất định thì nó sẽ không có chạy mủ lại. Còn nếu mà để độ tuột quá thì mủ chạy rất là dai. Nhưng mà để mủ tuột quá thì không tốt cho cây, thì sản lượng nó sẽ từ từ giảm thôi. Còn cái này thì cái thao tác khoan thì bắt buộc mình phải mở ra mình khoan. Và chút mủ mình cũng phải bắt buộc mình, bất cứ thao tác nào mình cũng phải vén. Tất cả các thao tác nào mình cũng phải vén. Vén. Như năm ngoái ấy là không ai chế cái vành này vào. Nó cho nên mới gió cái nó tốc lên, nó rớt xuống, rơi xuống cái này là nó bị cấn vào cái tô thế này, thế là nước chảy vào nguyên tô. Đấy, năm nay chế thử như thế này là đúng, là gió nó tốc lên nó rơi xuống là nó không bị méo lệch cái này đi. Nếu anh là một cái người mới anh làm thì anh sẽ chọn cái phương pháp nào? Thì cây chưa trang bị hết, cây chưa trang bị hết. Chưa trang bị gì hết ấy, chỉ có làm mỗi cái phương pháp này thôi. Cái này là hợp lý nhất, kỹ năng không cần nhiều. Mà đảm bảo đúng phương pháp. Đảm bảo là cái này là chuẩn nhất. Người làm chuyên nghiệp đấy, những vườn lớn mà một người chạy tầm cỡ 700-800 cây ấy, trên một lô ấy thì nên sử dụng cái phương pháp kia. Tại vì là giảm được 7 công lột mủ chén mà. À đúng rồi. Đấy, còn cái này thì nó vẫn có mủ chén để lột chứ không phải không có. Nhưng mà nó sẽ không che mưa được cho cái chén ở dưới không? Chính xác. Những hộ gia đình nào có cây 300-400 cây một lô thì làm phương pháp này là chuẩn. Còn nếu mủ chén mình để cho nó đông thì anh thấy sao? Mủ chén để đông ấy thì ít nhất 3 ngày nó mới đông mình mới bóc được. Đấy. Còn cái phương pháp này mình có thể kết hợp thêm một cái chén ở dưới đây cũng được đúng không anh? Cũng kết hợp được. Kết hợp được, nhưng mà dưới này thì nó so cái chiều cao để nó xa quá. Xa quá. Sẽ không qua. Cao quá là cái tỷ lệ mà nước vô nó cũng tương đối. Nước vào nhiều hơn. Nó đầy tô nhanh hơn thôi. Cái mủ ngoài chảy lại để nó đông thì là mủ chén thì nước vào có vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Mà mình thấy ở cái khúc da này vẫn còn khô nè. Là nếu mà để ở độ cao này vẫn được, mình nghĩ cũng không có vấn đề gì hết. Cái này thì mưa là chống được, còn gió mạnh quá thì cũng không được. Gió nó tạt đấy. Gió tạt bên hông. Ở những vùng không gió thì làm phương pháp này chuẩn. Ôi ơi, năm ngoái có nhiều lúc gió nó to á. Cái máng kia, cái kỹ cỡ kia vẫn còn chịu không nổi ấy. Nếu mà gió to thì cái giải pháp dùng nắp là an toàn nhất. Sợ con bay cả nắp đi ấy. À không, mình test rồi. Nắp nó không có tạo, nó kín á. Nó không có tạo cái vùng áp suất. Nó không có tạo áp suất giữa bên này. Trong nắp với môi trường ngoài nên nó không có năm bay. Năm ngoái nó gió đến cái mức độ chẳng như cái lá cây xanh như thế này này. Nó còn bay vào tô, nó nằm gọn trong đây luôn. Cả cành cây đây nó cũng bay vào tô, nó nằm gọn trong đây luôn. Đấy, như thế này luôn thì bảo sao mà cái máng che mưa nào chịu được. Không máng nào chịu được. Cây còn gãy mười mấy cây luôn. Ít rồi. Ok, sau cái màn test 3 phương pháp che mưa
đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.